Hôm nay xã Tân Tây tổ chức thi nấu ăn nha mọi người. Hôm nay xã Tân Tây tổ chức nấu ăn. Các đội chơi gồm có ấp Cái Bát, Hưng Hiệp, Kiến Vàng, Thứ Dễ A, Thứ Dễ B, Quảng Phú, Tân Phú Thành và đội cơ quan. Tất cả là 8 đội. Đội cơ quan chỉ có một đầu bếp. Còn tất cả rất là đông, đầu bếp rất là đông. Ấp Cái Bát là nấu món canh chua lương với me non quý vị ơi. Phần sau sẽ quý vị sẽ thấy là rất là ngon. Mình chỉ quay sơ lược đây. Đây là tôm vuông xào bông bí. Đó. Đây các gia vị. Đó. Các thực phẩm. Đây bông bí đây. Đặc biệt canh chua lương là có bông súng với lục bình nha quý vị. Đây củ hành. Hành bỏ cá kho. Đây hai nồi này chuẩn bị là một chút là cá rô kho thốt nha quý vị ơi, rô kho thốt. Đây là ấp Quảng Phú nha quý vị ơi. Đây là hai đầu bếp nữ, một đầu bếp nam. Còn đây vợ của đầu bếp nam. Bếp trưởng hả? Rồi ai thành viên? Hả? Đây thành viên, rồi bên đây ai thành viên nữa? Bên này chứ phụ họ ra. Chứ sai bị sai giặt phải không? Rồi, cái này là đầu bếp già với phụ. Đầu bếp lớn tuổi chứ không phải già nghe quý vị ơi. Đây là đơn vị Hưng Hiệp. Hưng Hiệp có 3 đầu bếp. Theo quy định thì có một đầu bếp nam mà, nhưng mà này 3 đầu bếp nữ không à. Nam Hưng Hiệp không ai biết nấu ăn hết trơn quý vị. Đó, bắp non, xào tôm. Cá bóng kho tiêu ớt. Đây là bếp trưởng. Cười cái bếp trưởng. Đây bếp trưởng là đây phải không? Quá trời đội nào cũng nhiều bếp trưởng hết trơn. Đội này là đội ấp thứ 7B. Nấu gì đây? Cá con kho tiêu. Nói cá con được rồi. Còn món gì đây mà để dưới đất trời? Còn bồn xào tôm. Đây ấp thứ 7B nha quý vị. Đây là lịch nấu canh chua. Cá hổng thỉnh. Canh chua gì đây? Canh chua gì? Dạ. Này là cái này cá hủng thỉnh nha. Mắm anh ơi. Nấu lẩu mắm. Dạ. Lẩu mắm. Đây trang trí cũng rất là cây nhà lá dừa nữa kìa. Cái ba cái rau dừa này chắc bẻ của tôi quá. Đây là cá sặc kho. Còn mắm chân nãy có thấy sách mà đấu tiêu không biết. Món đó món phụ nghe quý vị ơi, tại vì nãy ban tổ chức phát hiện thì cuối cùng là đưa qua món phụ. Đây là trưởng ban giám khảo nè, anh Gen trưởng ban giám khảo đang đi khảo sát vòng vòng. Mọi người vô kênh của Tô Hồng Khải TV, mọi người đăng ký kênh thì ủng hộ Hồng Khải nha. Hôm nay xã thì nấu ăn. Đây là ấp Tân Phú Thành. Tân Phú Thành món gì đây? Ồ, có hai con lươn quá to. Lươn kho gì? Canh chua cá kho tộ. Canh chua cá kho tộ hả? Lươn nấu với khóm cà chua. Hợp khẩu vị với địa phương. Đây là tôm xài bông ngọt. Đây là cá chê.
cái chè đồng cái gì ơi, cái chè vàng, cái vàng đồng những thứ một bông bí à, để chân chơi vậy đó, không có ăn. Chào mọi người, Tân Tân Phú Thành đầu bếp đông quá. Đây là thứ gì à, nghe quý vị, gì à, nấu món gì đây? Cá sặc kho, rồi thịt heo luộc, canh chua, canh chua gì? Canh chua cá ngát phải không? Đây bếp trưởng, đây là bếp trưởng, bếp trưởng của Phú Gia. Còn đây là các đầu bếp phụ. Cá sặc ngon quá, này bỏ tiêu rồi ớt vô mới ngon nữa vậy. Này chưa? Nó bắt đầu à? Đây, đây, đây là đội cơ quan nha. Qua đây Nguyễn Hồng Lụa là bếp trưởng. Đây là bếp bếp phụ. Đây là bếp nam. Phải nói là đội cơ quan là thực hiện đúng theo điều lệ quy định là có 3 người đầu bếp nấu này, còn riêng mấy đội khác thì nấu rất là đông. Kệ ta đi, cơ quan nấu chủ yếu là ăn mà. Không biết xào gì, xào tôm hả? Nấu mấy món, nấu mấy món? 3 món hả? À, có dĩa hồng vịt nấu gì? Hồng vịt dầm dầm tương, chấm đậu ấp. Đội cơ quan nấu đơn giản quá, này chắc dễ nhất rồi. Rồi quý vị nhớ xem và đăng ký kênh nha, ủng hộ Khải TV để từng đội thi khi chấm điểm Khải sẽ quay lại cho quý vị coi nha. Rồi chào quý vị, đợi thời gian 2 tiếng đồng hồ nữa sẽ quay lại với các clip tiếp theo. Cảm ơn toàn thể bà con đã xem kênh của tôi, Khải. Xin chào. Thank you.